gieo như nào thì gặt quả đấy. Đấy là câu nói của phương Đông. Còn câu nói của phương Tây thì họ nói rằng là gieo thói quen thì gặt tính cách, gieo tính cách thì sẽ gặt hái một cuộc đời. Bạn có một thói quen tốt, bạn sẽ có một cuộc đời tốt đẹp. Còn bạn có những thói quen xấu thì chắc chắn kết quả sẽ là ngược lại. Cuộc đời bạn sẽ gặp rất nhiều điều không thuận lợi. Thói quen là một điều rất quan trọng trong cuộc sống. Nó sẽ giúp chúng ta có thể đạt được rất nhiều thành công, hoặc là giúp cuộc đời chúng ta đi xuống những hố sâu đau khổ. Thói quen ấy, thì bản chất nó là những cái hành động nó xảy ra một cách thường xuyên liên tục và khiến cho cái người thực hiện cái hành động đấy không cần phải suy tính, không cần phải cân nhắc, không cần phải đầu tư quá nhiều cho nó. Chúng ta có thể kể tới những cái thói quen như là thói quen đánh răng, rửa mặt, thói quen ăn uống. Đấy là những cái thói quen mà thậm chí là khi người ta thực hiện nó, người ta không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều. Đó, thì tất nhiên ai cũng có những cái thói quen đó, thì mọi người đều như vậy. Nhưng mà có những thói quen chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải rèn giũa thì nó mới có. Và chính những cái thói quen này nó định hình những con người khác nhau trong cuộc sống. Thói quen xấu chúng ta có thể kể tới như là thói quen thức khuya. Thói quen tốt có thể là thói quen dậy sớm. Thói quen xấu là ăn uống vô độ. Thói quen tốt có thể là tập luyện thể thao một cách đầy đủ, đúng mực. Thói quen học tập hàng ngày, thói quen nói chuyện nhẹ nhàng, nói chuyện một cách vui vẻ. Tật xấu, thói xấu đó là giao tiếp với ai cũng khó chịu, giao tiếp với ai cũng lỗ mãng. Đấy là những cái thói quen. Thế thì cái thói quen ấy là nó phải tập luyện. Nhưng chúng ta muốn tập luyện một thói quen mới thì chúng ta phải nhìn nhận được điều đầu tiên là chúng ta có cái thói quen nó không tốt, không phù hợp. Khi bạn nhìn những cái thói quen của mình nó không tốt, không phù hợp thì lúc này trong đầu óc bạn mới nảy sinh một cái tư tưởng phải thay đổi, đúng không ạ? Nếu bạn cho rằng là cứ uống coca, uống nước ngọt, uống trà sữa nó vẫn là một thói quen tốt thì các bạn việc gì để thay đổi? Chỉ khi nào bạn nhìn nhận thấy rằng là đấy là một thói quen xấu, một thói quen bất lợi cho sức khỏe thì lúc này bạn mới thay đổi mà thôi. Do vậy, muốn thay đổi thói quen thì bạn phải nhìn nhận được đấy là một thói quen xấu và bạn có mong muốn, có động lực để thay đổi. Khi bạn đã bước một cái bước đầu tiên trong việc thay đổi thói quen là bạn nhìn nhận đấy là một thói quen xấu, thì bạn phải tìm kiếm những cái động lực nào đó để bạn thay đổi cái thói quen của mình. Vậy động lực là gì? Không phải tự nhiên mà bạn có thể là thay đổi một thói quen ăn uống đâu. Bạn phải tìm kiếm động lực từ việc làm gương cho con, làm gương cho vợ, hoặc là bạn có một thân hình đẹp, có một cái thể chất khỏe mạnh, bạn giúp cho ích cho bản thân, làm gương cho con cái, thì đấy là cái động lực. Khi bạn có động lực rồi thì bạn mới thay đổi. Và bạn thay đổi như thế nào? Các bạn, thói quen thay đổi cực kỳ khó khăn vì nó thâm căn cố đế, mà càng các thói quen xấu thì nó lại càng bám vững chắc vì nó mang lại cho chúng ta những cái cảm giác rất sung sướng, rất thoải mái. Các bạn thử cái cảm giác là bạn lướt cái điện thoại rất nhiều lần xem đầy tin tức, tràn ngập các thông tin, tràn ngập các hình ảnh hấp dẫn thì làm nào bạn thay đổi được? Bạn chỉ có cách là bạn thay đổi một cách từ từ thôi, chậm rãi thôi. Bạn đừng thay đổi theo cái kiểu là hôm nay là bạn là người xem điện thoại 3 tiếng thì ngày mai bạn lại lấy quyển sách ra đọc 3 tiếng. Tôi nghĩ là không bao giờ thay đổi thói quen theo kiểu đấy đâu. Cơ thể của chúng ta, tâm trí của chúng ta, trí não của chúng ta đang coi những thói quen xấu là một người bạn, thì tự nhiên lại có những người rất tốt đến thay đổi nó một cách toàn bộ. Thì về cơ chế phản ứng của tâm lý, nó sẽ ruồng bỏ những cái thói quen đấy. Thì các bạn cần phải thay đổi thói quen một cách chậm rãi thôi, từ từ thôi. Vẫn cầm điện thoại nhưng hãy lướt TikTok, xem Facebook, xem YouTube xuống dưới 1 giờ, sau đó là dưới 30 phút, sau đó là dưới 15 phút. Thế thì bạn có thời gian trống chứ? Thế thì thời gian trống thì bạn vẫn muốn cầm cái điện thoại,
nhưng mà bạn vẫn muốn đọc sách, thế thì làm thế nào mà thay đổi được? Hãy đọc sách bằng cái điện thoại, sau đó là giảm thời gian đọc sách bằng điện thoại bằng cách nghe sách trên YouTube thông qua điện thoại, thì lúc đấy các bạn sẽ không xa rời được những cái thói quen xấu cũ một cách toàn bộ, mà bạn chỉ thay đổi, chuyển biến nó một cách chậm rãi, từ từ, và cơ thể của chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái người tốt đấy đi vào trí não, đi vào tâm trí của chúng ta một cách chậm rãi, từ từ, thì đây là một người tốt, một thói quen tốt, và từ từ nó sẽ thay đổi. Khi bạn có một thói quen tốt thì tự nhiên các thói quen xấu nó bị loại bỏ, nó bị thay thế, và càng ngày các thói quen tốt nó càng nhiều lên, và lúc đấy cuộc đời bạn chắc chắn là sẽ có những sự thay đổi, và thay đổi rất nhanh. Tôi đã từng thay đổi những thói quen xấu bằng các thói quen tốt, và tôi phát hiện ra ta không còn thời gian để thực hiện các thói quen xấu nữa. Ví dụ, ngày thứ 6 nếu tôi đi đá bóng thì tôi không còn thời gian để bù khú rượu chè, uống bia với bạn bè nữa. Thế thì tôi có một thói quen tốt là rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, và tôi không còn quãng thời gian trống để uống rượu, để uống bia, và sau đó là tôi trở nên khỏe mạnh hơn. Còn nếu chúng tôi vẫn uống rượu, uống bia vào thứ 6 thì tôi sẽ có một ngày thứ 7 không làm việc được. Trong khi tôi rèn luyện thể thao vào ngày thứ 6, vào chiều thứ 6, thì ngày thứ 7 tôi trở lại với một tâm trạng, với một tinh thần rất là tốt. Như vậy là bạn sẽ có những lợi ích kép. Ngoài việc bạn rèn luyện được một thói quen tốt thì bạn loại trừ được một thói quen xấu, và bạn lại tạo lập thêm nhiều cái thói quen tốt nữa, kéo theo các cái thói quen tốt đó. Đấy là điều cực kỳ tuyệt vời, và các bạn thay đổi các bạn rất nhanh, rất sớm mà rất rõ rệt. Các bạn nên suy nghĩ một chút, nhưng các bạn phải thay đổi từ từ thôi, đừng thay đổi gấp gáp, đừng biến thành một con người từ ác quỷ lại trở thành một thiên thần trong vòng 1-2 ngày. Thay đổi từng thói quen nhỏ một. Mọi việc cứ thay đổi từ từ. Nếu bạn tập luyện thể thao, hãy bắt đầu bằng việc đi bộ 5 phút, đi bộ 10 phút, sau đó chuyển sang chạy nhiều hơn, duy trì nhiều thời gian hơn, gia tăng cường độ của nó. Và đến một thời điểm, các bạn có biết không, khoa học đã chứng minh rằng là nếu cái gì đã trở thành thói quen, đặc biệt là thể dục thể thao, nó sẽ tiết ra trong cái con người, trong trí não của chúng ta một cái lượng gọi là endorphin. Đây là cái chất dẫn truyền thần kinh, nó đòi hỏi cơ thể chúng ta trở thành một cơn nghiện. Và cái cơn nghiện này là một cơn nghiện tốt, nó giúp cho lúc nào chúng ta cũng trở nên hưng phấn, thoải mái. Và cơ thể của bạn sẽ buộc các bạn đi theo những thói quen tốt như vậy. Nó cũng giống như là việc bạn thực hiện thói quen xấu, nó sẽ tạo ra những cái chất dẫn truyền thần kinh làm cho bạn trở nên nghiện thói quen xấu. Và các bạn cứ đi theo các thói quen xấu. Còn khi bạn đã có thói quen tốt thì nó cũng sinh ra những cái chất dẫn truyền thần kinh làm cho bạn nghiện các thói quen đó. Tất nhiên các bạn biết rồi đấy, chúng ta lựa chọn thói quen tốt, đẹp là điều phải cần thiết hơn chứ. Chúng ta nên làm điều đấy. Các bạn ạ, hãy thay đổi từ việc nhỏ một. Hãy từ từ, và các bạn sẽ thấy là những phần thưởng nó rất xứng đáng với cuộc đời của chúng ta. Và cuộc đời của chúng ta nên có nhiều thói quen tốt, loại bỏ các thói quen xấu. Ngoài việc giúp ích cho bản thân, còn giúp ích cho người khác và giúp ích cho gia đình của chúng ta. Các bạn hãy xây dựng thói quen tốt buổi sáng. Tôi có thể kể đến thói quen tốt buổi sáng như là dậy sớm, đánh răng rửa mặt ngay, tập thể dục, tắm sạch sẽ. Đấy là những thói quen cơ bản rất dễ dàng. Ngoài ra bạn có thể bổ sung thêm các thói quen như là đọc sách, xây dựng kế hoạch cho một ngày làm việc. Đấy là thói quen dễ dàng. Thế khi bạn có từng đấy cái thói quen thì bạn sẽ loại trừ được bao nhiêu thói quen xấu? Rất nhiều. Đó là dậy trễ, dậy muộn, không chịu tắm giặt, đi ra ngoài với một cơ thể bốc mùi sau một ngày làm việc. Sau đó bạn xây dựng thói quen buổi trưa ăn đúng giờ, ngủ nghỉ đúng giờ, và làm việc có kế hoạch. Sau
sau đó bạn xây dựng một thói quen tốt cho buổi tối, đó là về nhà là gạt bỏ công việc ở cơ quan, chỉ tập trung vào gia đình thôi, tập trung vào học tập thôi, tập trung vào việc xem những cái giải trí mà nó hữu ích thôi. Thế thì lúc đấy các bạn sẽ có rất nhiều thói quen tốt, và các bạn có thể là sẽ đọc sách, các bạn thay đổi bản thân. Thói quen xấu nó giúp bạn được những cái niềm vui ngắn, chốc lát. Các bạn có một cái niềm vui xem một cái video clip trong một lần gạt tay, và sau đó, chỉ sau đó 30 giây các bạn không biết cái niềm vui đó là như thế nào nữa. Nhưng nếu bạn có một niềm vui về đọc sách, tìm hiểu được một vấn đề mới, giỏi bị thêm về chuyên môn, nâng cao kiến thức hiểu biết, thì bạn sẽ có một niềm vui âm ỉ trong cơ thể, trong tâm thần, trong tâm lý của chúng ta. Và nó giúp ích cho bạn gia tăng được tiền lương, gia tăng được các quan hệ xã hội. Lúc này cái niềm vui của thói quen tốt đó nó sẽ dài, nó sẽ bền bỉ, giúp bạn có một cuộc đời tuyệt vời. Cái người học tập, cái người có thói quen tốt, nó sẽ tạo ra cái năng lượng, tạo ra cái ảnh hưởng đến người xung quanh cực kỳ tuyệt vời, và người xung quanh sẽ nhận ra và cảm nhận được. Còn những cái người có nhiều thói quen xấu thì nó sinh ra những năng lượng độc hại, xấu xa, và chúng ta nhìn vào khuôn mặt, nhìn vào ánh mắt, nhìn vào hành động, chúng ta cũng sẽ cảm nhận được. Do vậy, muốn có một cuộc đời tốt thì chúng ta cần phải có những thói quen tốt, và chúng ta hãy bắt đầu thay đổi bản thân của mình từ việc nhìn nhận là liệt kê ra chúng ta có thói quen gì tốt, thói quen gì xấu, sau đó chúng ta sẽ thay đổi và chúng ta kiên trì theo những cái thay đổi đó để chúng ta gặt hái một cuộc đời tốt đẹp, thành công. Cuộc đời này rất ngắn, không hề dài. Các bạn đừng sống như thể các bạn có cả một cuộc đời. Các bạn chỉ có một cuộc đời hữu hạn, ngắn trong vòng 5, 6, 70 năm mà thôi. Bạn đã mất rất nhiều thời gian cho trưởng thành, cho ngủ nghỉ, cho ăn chơi, cho những thói quen xấu. Hãy thay đổi và nhìn nhận lại để chúng ta cùng nhau xây dựng một thói quen tốt, xây dựng một cuộc đời tuyệt vời. Hãy theo dõi, hãy động viên nhau và hãy cùng nhau phát triển. Xin cảm ơn các bạn.